một số component và các cái dialog. Thứ nhất là cái strongman. Strongman được sử dụng khi nào? Khi cái component mà cái nội dung của component nó quá nhiều so với kích thước của component, thì chúng ta sẽ áp dụng cái strongman để làm gì? Tức là cái thanh cuộn ngang và thanh cuộn đứng để làm gì? Để chúng ta xem, chúng ta view, chúng ta xem toàn bộ nội dung trên cái component đó. Thì các bạn thấy hợp lý không? Nhiều khi cái test AV á, cái diện tích nó có nhiêu đây mà cái nội dung nó cả đóng lên, thì chúng ta muốn xem cái nội dung của cái test AV chúng ta phải sử dụng hai cái thanh cuộn là thanh ngang và thanh đứng để chúng ta kéo lên kéo xuống, đúng không? Đó, thì lúc đó chúng ta sử dụng G-strongband. Ví dụ rồi G-strongband thì nó có phần là pro header là ở cái phần gì, cái phần header dòng á, row header, phần header dòng và column header đó là cái phần header cột. Header tức là những cái thông tin ghi thêm để cho người ta biết, bổ sung. Rồi bây giờ các bạn thấy cái đoạn code này, bây giờ không code, chúng ta không code hết kịp ha, chúng ta chỉ code một số phần. Nếu chúng ta không code thì chúng ta phải nhìn và chúng ta phải hiểu là gì. Ở đây là nó làm gì, tạo ra cái gì, cái gì, array, tạo ra cái gì, gframe, tạo ra cái gì, strong cho nó cầm anh nào, hả, strong cho nó cầm anh nào, test nó là cái gì, là test rồi, hiểu không? Rồi sau đó thì chúng ta đưa cái strong band này nó bao gồm luôn cái test rồi, và khi đó thì nếu mà cái nội dung quá nhiều thì chúng ta dùng cái gì, dùng cái thanh cuộn ngang thì chúng ta xem cái nội dung của nó, tại vì test rồi nó khá nhiều. Một số cái phương thức set corner là thiết lập cái phương thức này, thiết lập cái thành phần ở cái vị trí gốc chúng ta có thể thiết lập, ví dụ chúng ta thiết lập một cái ở đây nha, cái góc này gồm có góc trái nè, góc phải nè, ở dưới, còn này là ở trên, trái phải ở trên. Rồi ví dụ chúng ta có label nó hiển thị cái gì, một cái tấm hình, đúng không, một cái tấm hình. Rồi thì chúng ta muốn gắn cái tấm hình này vào trong một cái strong nằm ở đâu, upper right nằm ở đâu, bên phải mà ở phía nào, phía trên ha, phía trên nó là một cái label, mà label này là một cái tấm hình, được không? Thì không biết đây nó có cái hình cho các bạn coi không, không có cái hình thì cái đó cũng đoạn này là cái strong nhá, thì ở đây nó có một cái hình gì đó, nó có cái hình gì đó bên phải phía trên, cái góc nó sẽ có cái hình gì đó. Rồi cái này là xét cái thanh cuộn gì, ngang hay đứng, ngang đúng không, xét cái thanh cuộn ngang, và nó strong khi nào, trong đây nó có cái tham số là chính xác, có nghĩa là tức là tôi áp dụng khi nào. A-split tức là khi nội dung nó sao, nó quá kích thước của component đó thì tôi mới xuất hiện cái thanh cuộn ngang. Never tức là sao, không bao giờ xuất hiện thanh cuộn ngang. Unaware tức là sao, nhìn đây, unaware tức là sao, luôn luôn xuất hiện thanh cuộn ngang cho dù cái nội dung của nó có tí tẹo, hiểu không? Thôi thì kệ, mình nắm được cho mình biết chứ, thực ra khi mình khai báo thì mình phải khai báo cái này nó hay hơn chứ. Tức là khi cần, tức là sao, nội dung mà vượt quá kích thước component thì sao, nó mới xuất hiện, tự nhiên xuất hiện làm gì. Còn never là kỳ nữa, không xuất hiện luôn. Không. Rồi tương tự cái này là set cho cái gì, thanh cuộn gì, đứng không. Đó. Rồi còn cái này là thiết lập cái header dòng và cột. Sự kiện thì nó có cái sự kiện là di chuyển chuột trên cái strong, tức là chúng ta đưa chuột mà chúng ta kéo lên kéo xuống thì nó sẽ phát sinh cái sự kiện và nó sẽ có cái hành động tương ứng là gì đó. G slider, cái này quen không? G slider là cái này, đây là hình dáng của thành bên anh đó, cái này để chỉnh dung lượng khi chúng ta kéo cái thanh chuột này thì sẽ có một cái giá trị tại cái nút này.
cái giá trị này chúng ta sẽ lấy và chúng ta sẽ xử lý ha. Thì để tạo ra cái G-Slider này á, để tạo ra cái G-Slider này thì chúng ta có một số cái phương thức này, có một số connector này. Cái hướng đây nè con, mặc định nè, cái hướng nè, cái hướng đó là G-Slider này nằm ngang hay là nằm dày, hiểu không? Nằm ngang thẳng đứng. Min max là gì? Giá trị tối thiểu và giá trị tối đa. Nếu mà tôi kéo ví dụ là cái slider nó nằm ngang, đây giá trị tối thiểu là không, tôi kéo lên tới đây luôn thì giá trị tối đa anh muốn là bao nhiêu, hiểu không? Rồi, giá trị tối thiểu, giá trị tối đa và cái giá trị mặc định. Khi mà cái tip nó nằm ở đây á, thì cái giá trị anh muốn mặc định nó nằm ở đâu? À, cái thanh trượt ấy. Rồi còn cái này là một cái connector, nó có đủ luôn, vừa có hướng, vừa giá trị tối thiểu, tối đa và cái giá trị mặc định. Phương thức get value tức là tôi lấy cái giá trị của cái slider đó. Set value tức là tôi thiết lập cái giá trị. Set hướng là tôi muốn còn cái hướng. Major tick space tức là tôi khoảng không gian giữa những cái tick, các bạn thấy là cái này là khó hình dung các bạn. Tick tức là những cái nhỏ nhỏ. À không, major tức là những cái bự. Anh muốn khoảng cách đây là bao nhiêu? Hiểu không? Còn cái minor. Minor là gì? Nhỏ hơn nữa tức là những cái gì? Khoảng cách này. Hiểu không? Anh muốn khoảng cách nó dài hay là rộng hay là hẹp. Set snap tick tức là anh muốn á là cái giá trị là anh dùng chuột anh kéo cái thanh trượt. Anh muốn anh dùng chuột anh kéo không? Hay là anh lít vô luôn? Lít vô tự động chạy tới, thấy không? Thì lúc đó mình sẽ sử dụng cái phương thức là set snap to stick bằng tru, có nghĩa là anh để vô là nó chạy luôn. Còn nếu mà bằng thon thì có nghĩa là gì? Anh phải dùng chuột anh kéo, thấy không? Rồi set bentic tức là mấy cái này nè. Hồi nãy là thiết lập không gian rồi đúng không? Mà muốn xuất hiện hay không là phải dùng cái này set bend tick, tức là mấy cái tick nhỏ nhỏ nè. Bằng thon có nghĩa là không xuất hiện. Bằng tru là xuất hiện. Còn set bend cắt là mấy cái này. Xuất hiện hay không xuất hiện. Rồi label là xuất hiện cái giá trị số trên đây hay không. Event là chúng ta có một cái sự kiện là change listener ha. Và change listener là thay đổi sự kiện này á, xảy ra khi người dùng họ thay đổi thanh trượt. Khi họ thay đổi thì chuyện gì sẽ xảy ra, hiểu không? Rồi. Thử demo cái G-Slider này một cách đơn giản thôi ha. Rồi. Tạo cho thầy một cái đồ sách khác đi. Đặt tên by G-Slider. Rồi, finish. Rồi, tạo cho thầy một cái lab Java class. Ai đặt tên là Main Guild giao diện chính.
Rồi. Rồi tương tự ha các bạn. Để tạo cái cửa sổ thì chúng ta phải kế thừa được lớp gì? Gframe. Chúng ta khởi tạo cái component trong cái constructor. Trong constructor này tôi sẽ thiết lập cái layout của cái gframe. Và tôi dùng cái layout là flow layout mặc định. Và tôi cho nó đi từ bên trái. Rồi, tôi tạo ra cái Z-Slider. Rồi, tôi cho giá trị tối thiểu là 0, giá trị tối đa là bao nhiêu? 100 và giá trị mặc định là 50. Sau đó Z-Slider tôi sẽ thiết lập step. Set cái khoảng Measure Display là 5. Yes. Set Minus này là 5, này 10 đi. Rồi. Set band tôi cho là true. Antic tôi vẽ tất cả lên. Antic true. Rồi. Sau đó thầy sẽ có một cái nút nhấn. À, thầy sẽ có một nút nhấn, thầy sẽ tạo một nút nhấn. Click. Click. Khi nhấn vào nút nhấn này thì nó sẽ thông báo cái giá trị hiện tại trên cái slider đó là bao nhiêu. Thì nó hiển thị lên cho thầy coi ha. Thì lúc đó thầy sẽ khai báo sự kiện As Action Listener New. Rồi. Rồi. Thông báo thì thầy dùng học thoại JSON Band. Giá trị ha, để lấy giá trị của Z-Slider ZS các bạn muốn lấy, các bạn phải để final trong đây. Final Z-Slider chấm get gì các bạn? Get gì? Get value để mình lấy cái giá trị trên cái thanh trường và hiện giờ mình đang được tới bao nhiêu. À. Đó. Đó. Để chờ các bạn ghi vào. Hả? Phương thức trong đây là cái phương thức cục bộ. À, dùng final để có thể được truy cập trong phương thức cục bộ. Quy định với Java các bạn. Muốn chạy thì phải sao nữa? Muốn chạy chương trình phải sao? À, phải qua bên Hamen. Hamen nó nằm ở cái lab My Zlader. Rồi. Man. Yêu. Rồi. Rồi. Rồi chúng ta chạy lên thì chúng ta sẽ thấy nè. Đó, thấy chưa? Bây giờ kéo cái Zlader mặc định 50 nè, thấy không? Kéo nó nằm, kéo 70 đi. Kéo này số mấy không biết nữa. Click vô.
hiển thị 72, thấy chưa? Rồi ví dụ các bạn kéo lên 80 gì đi à, đó à, cái này là 75 nè, tiếp vô đó, 75 thấy chưa đó. Rồi đó là cái phần Z slider ha các bạn. Timer là hẹn giờ ha, cái này sự kiện hẹn giờ đó. Timer ví dụ timer để tạo timer nó có cần register thứ nhất, delay. Độ delay nghĩa là sao? Tức là sau một cái chu kỳ thời gian thì cái thời thì cái timer này thì nó sẽ thực thi một cái xử lý nào đó ha. Đó ví dụ nó gọi timer 5000, cái này tính là mili giây, như vậy 5000 mili giây là mấy giây? Là 5 giây ha. 5 giây thì nó sẽ xử lý cái đoạn một những cái hành động dưới đây ha. Đó. Sau đó bắt đầu cho cái đồng hồ này nó chạy, chúng ta phải vô tội cái phương thức gì? Start ha. Chúng ta có thể dừng cái đồng hồ này dùng cái phương thức gì? Stop. Khá đơn giản ha. Rồi set 3 nè. Cái này là cái gì đây? Các bạn thấy là khi chúng ta chờ một cái công việc gì đó nó chưa có hoàn thành thì nó phải có cái trạng thái gì đó để cho biết là người dùng họ đang phải chờ. Thì người ta thường dùng cái công cụ project 3 ha. Tạo. Ở đây nó cũng có cái hướng và nó có cái gì nè. Giá trị tối thiểu và giá trị tối đa cần phải chờ ha, và hoặc là cái cần tối đa cuối cùng là cái hướng ha. Đó. Set. Hoặc là chúng ta dùng hai cái phương thức để lấy giá trị, set giá trị tối thiểu và giá trị tối đa ha. Set value là set cái giá trị hiện tại cái rồi set 3 này đang xử lý là bao nhiêu. Set string là set một cái chuỗi hiển thị ha, và vẽ cái chuỗi đó lên. Sự kiện thì chúng ta thay đổi sự kiện bằng cái phần là add change listener ha. Tôi có thể demo cho các bạn về cái phần rồi set 3 này nữa ha. Các bạn làm cái này được chưa này? Có ai mà chưa làm kịp hay gì không? Rồi nếu ai mà làm cái này xong rồi thì tạo cho thầy một cái project. Tạo project đặt tên là My Project 3. Rồi. Tạo class main view nữa. Đó, nó cũng giống giống vậy. Rồi sau đó viết code. Rồi. Bạn xong rồi tiếp ha. File new project. Next. Rồi. Sau đó tạo cái class tương tự ha. Main view. Rồi. Rồi tương tự nó cũng kế thừa từ gì? Fam à. Rồi xây dựng constructor cho lắm. Rồi mọi thứ diễn ra giống như này ha. Set layout. Flow layout. Xây dựng là C project 3 new project 3 giá trị tối thiểu là 0, giá trị tối đa là 100. Rồi set value ban đầu là 0. Chúng ta cho một cái biến điểm ban đầu là 0 à, chúng ta điểm cho nó chạy tới 100. Chạy xong rồi thì chúng ta set cái value là điểm. Có nghĩa là sao biết không? Điểm cộng cộng. Có nghĩa là biến điểm này mỗi lần nó tăng thì nó sẽ set cái giá trị trong cái thanh gì? Rồi set 3 và điểm càng tăng đúng không? Thì cái giá trị rồi set 3 nó sẽ chạy từ từ lên đúng không? À, nhưng mà để làm cho nó chạy cái mèo là xong à.
Cho nên chúng ta phải làm cho nó chậm lại để cho chúng ta thấy nó chạy. Thì chúng ta phải làm gì? Hoãn lại tí ha. Là cái gì? Sleep. Chúng ta cho nó ngủ bao nhiêu? 100 mili giây đi ha. Đó. Này chúng ta phải đưa vào try cat mới được. Try cat. Rồi. Rồi các bạn viết tới đây đi, chúng ta tập tiếp. Rồi sao chúng ta sao? Ép những cái control này vào. Ép những cái command này vào. Phạt. Được cái chỗ này được. Cái này chúng ta không dùng quay được, chúng ta dùng timer đi. Bạn lưu ý ở đây chúng ta dùng timer đi. Timer của thằng gói Java Screen. Timer của cái này này. Của Screen chứ không phải của anh Thiêu nha. À, của này. Rồi à, như vậy cái đồ sách 3 này phải là final. Rồi như vậy điểm sẽ cộng cộng tăng lên.
Rồi sau đó rồi sau 3 giây á thì cái thanh ba của mình xét lên giá trị tới bao nhiêu? 100 đúng không? Rồi 6 rồi chúng ta xét kích thước của nó. Cho hiện lên red visible true. Ok, gọi start. Rồi chúng ta qua hàm em. Rồi, ta chạy thử. Rồi, sau 3 giây thì các bạn thấy cái này nó đầy luôn đúng không? Sau 3 giây thì nó làm cái bèo 100 luôn. Rồi rồi set 3 G format test field. Cái này cũng là dạng test field, nhưng mà cái test field này nó định dạng cái giá trị. Cái giá trị này là dạng số. Nè, giá trị này dạng số hay là dạng ngày? Dạng số thì chúng ta dùng cái class là number format. Tức là cái test field này nó chỉ hiển thị số thôi. Hiểu không? Đây format tức là cái test field này chỉ hiển thị gì? Dữ liệu dạng ngày tháng thôi, ngày tháng năm thôi, hiểu không? Đó thì chúng ta dùng cái đất đây phiêu, hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái định dạng do người dùng ha. Ví dụ như là bất kỳ một cái con số nào là chúng ta dùng cái dấu thăng ha. Chấm hỏi là bất kỳ một ký tự nào, chữ A là bất kỳ ký tự hay số ha. Chúng ta dùng những cái ký tự mà của người dùng để có thể định dạng cái giá trị được hiển thị trên cái ô test field đó. Nó kêu là G-format test field. Edit band, editor band là một cái component có thể hiển thị dạng text, và nó cũng hiển thị được dạng HTML luôn. Như vậy nó có thể hiển thị một trang web luôn ha. Như vậy bằng cách là khi chúng ta tạo ra nó, chúng ta set test hoặc là set bay. Set test là hiển thị test, set bay là hiển thị một cái trang HTML. Chúng ta đưa cái địa chỉ của cái trang web vào ha. Đó là set đó là G editor band. Các bạn nhớ ha. Cách sử dụng thì nó cũng tương tự những cái component khác thôi. Test band là để hiển thị một cái dạng test cũng giống như là HTML ha. Chúng ta qua phần dialog box.
Hồi nãy chúng ta có hiển thị một cái dialog box đúng không? Hiển thị thông báo á, message á đúng không? Thì đối với dialog box nó có hai kiểu, thứ nhất là model và non model. Thế nào là model? Model tức là một cái hộp thoại, là con của một cái hộp thoại. Hộp thoại cha nó có hai hộp thoại nhá. Model có nghĩa là gì? Có hai hộp thoại. Hộp thoại này xuất hiện bên trong hộp thoại này, nó kêu là hộp thoại này, hộp thoại con, hộp thoại cha đúng không? Đúng không? Như vậy nếu mà chúng ta muốn tắt cái hộp thoại này thì chúng ta phải sao? Phải tắt cái hộp thoại này. Thấy không? Rồi. Hộp thoại kiểu hộp thoại thứ hai là kiểu non model. Non model. Có nghĩa là chúng ta khi chúng ta tắt cái model cha này thì tự động thằng con nó sẽ mất theo luôn. Thấy không? Đó là non model. Như vậy thì hồi nãy cái hộp thoại mà Z option band mà để hiển thị lên đó, đó là kiểu model hay non model? Model đúng không? Tại vì chúng ta không có tắt cái hộp đó, chúng ta đâu có tắt được cái hộp thoại kia, đúng không? Rồi, đây Z band, Z option band. Rồi, nó giống như là một cái hộp thoại thông báo hoặc là để xác nhận cái thông tin nào đó. Thì nó là kiểu Z-Dialog. Đây là một cái hộp thoại được sử dụng để tạo ra một cái hộp thoại của người dùng, định nghĩa ra ví dụ như người dùng muốn hiển thị một cái hộp thoại là Search, thì người dùng có thể là tạo ra một cái class Search Dialog và kế thừa từ lớp Z-Dialog. Thì trong đây nó sẽ, chúng ta sẽ vẽ một số cái thành phần và chúng ta có thể thêm vào một số cái component trên đó. Rồi chúng ta sẽ làm tí đi ha. Sau đó chúng ta sẽ làm bài tập.